mời quý vị cùng lắng nghe Top 10 Câu lạc bộ yêu dân ca phường Chi Lăng trình bày. Thank you.
Kính thưa các quý vị, Xứ Lạng Kiên Trung là một bài then rất nổi tiếng và bất hủ cho quê hương Lạng Sơn, được cố nhạc sĩ Lý Tự Hải sáng tác và sẽ được thể hiện bởi anh Phương Lì và chị Bích Liên. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Come on.
Thank you.